không phải cuộc chiến nào cũng vô nghĩa. Dù mang tính hủy diệt và đau thương, đôi khi những cuộc đối đầu có thể dẫn đến sự tiến bộ. Điều này đúng trong cả khoa học, khi sự ganh đua và cạnh tranh không chỉ là nguồn cơn của thù hận, mà còn là ngọn lửa soi sáng những khám phá vĩ đại. Trong khi nước Mỹ đang hồi phục từ những biến động xã hội và chính trị sau nội chiến, một cuộc đối đầu đã nảy sinh trong lĩnh vực cổ sinh vật học mới mẻ tại Mỹ. Othniel Charlie Moss và Edward Drinker Cove từng là bạn thân, nhưng rồi trở thành hai nhà cổ sinh vật học cạnh tranh khốc liệt với nhau. Họ bắt đầu lùng sục khắp miền Tây nước Mỹ để tìm kiếm những hóa thạch thời tiền sử, với hy vọng khám phá ra các loài động vật chưa từng được biết đến từ quá khứ xa xôi. Mặc dù cả hai xuất phát từ những nền tảng khác nhau, nhưng niềm đam mê chung với cổ sinh vật học và sự khinh ghét lẫn nhau đã thúc đẩy cả hai theo đuổi những phát hiện lớn. Cuộc cạnh tranh này được gọi là Bone War, chiến tranh xương. Cuộc chiến không mất mát gì về người, nhưng nhờ vậy đã dẫn đến việc khám phá ra hơn 100 loài mới tại Mỹ. Tuy nhiên, sự thù hận giữa họ không chỉ gây tổn hại đến danh tiếng cá nhân, mà còn khiến cả hai phải đối mặt với tình trạng phá sản vào cuối đời. Chiến tranh xương không chỉ là câu chuyện về những khám phá, mà còn là cuộc chiến cá nhân đầy kịch tính, nơi lòng tham, sự kiêu hãnh và tham vọng cá nhân đã dẫn đến sự hủy hoại cả sự nghiệp và cuộc sống của cả hai người. Thuật ngữ cổ sinh vật học, Paleontology, mới được đặt ra lần đầu vào năm 1822, khoảng thời gian Mary Anning tìm ra hàng loạt hóa thạch. 9 năm sau đó, Othniel Charlie Moss chào đời vào ngày 29 tháng 10 năm 1831 tại một trang trại ở Lockport, New York. Lúc đó thật khó để có thể tưởng tượng rằng trong tương lai, Moss sẽ là một trong những nhà cổ sinh vật học hàng đầu của Mỹ. Mẹ của Moss qua đời khi ông mới 3 tuổi và người cha của ông chỉ mong con trai mình trở thành người nông dân trên trang trại gia đình. Tuy nhiên, Moss sớm bộc lộ niềm đam mê với khoa học từ khi còn nhỏ. Nhờ sự động viên và hỗ trợ tài chính từ người chú George Peabody, một nhà triệu phú, Moss đã có cơ hội thoát khỏi cuộc sống làm nông. Ông đã xuất sắc tại Học viện Phillips Academy, sau đó tiếp tục thành công tại Đại học Yale và sau đó là Học viện Cao học ở Đức. Chính nhờ sự giáo dục và tài trợ này mà Moss đã có bước đệm để trở thành một trong những nhà cổ sinh vật học tiên phong của Mỹ. Edward Drinker Cove sinh vào ngày 28 tháng 7 năm 1840, 9 năm sau Moss, trong một gia đình giàu có ở Pennsylvania. Từ nhỏ, Cove đã bộc lộ niềm đam mê với lịch sử tự nhiên và tham gia các lớp học tại Viện Hàn Lâm Khoa học Tự nhiên ở Philadelphia. Năm 18 tuổi, Cove đã xuất bản bài báo khoa học đầu tiên của mình khi còn là nhà nghiên cứu tại viện này. Vào năm 1863, để tránh việc Cove bị gọi nhập ngũ trong nội chiến Hoa Kỳ, cha của ông đã gửi con trai đến Đức để tiếp tục nghiên cứu về lịch sử tự nhiên. Chính tại Đức, Cove đã gặp Moss, người sau này sẽ trở thành đối thủ lớn nhất đời ông. Sau khi trở về Mỹ vào năm 1864, Cove và Moss vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiện. Năm 1867, Cook đã đặt tên cho một loài hóa thạch lưỡng cư Theonius Mossi để vinh danh Moss, và một năm sau, Moss đáp lại bằng cách đặt tên cho một con rắn khổng lồ từ kỷ đệ tam ở New Jersey là Mosasaurus Copinus để tỏ lòng tôn kính Cove. À, để mình chú thích thêm là hồi đó thì người ta gọi kỷ cổ tân và tân cận là kỷ đệ tam. Tuy nhiên, hành động của Moss không đơn thuần chỉ là một cử chỉ đáp lại. Vào năm 1868, Cove đã thể hiện tình bạn bằng cách dẫn Moss tham quan một mỏ hóa thạch tại Haddonfield, New Jersey. Nhưng sau lưng Cove, Moss lại thỏa thuận bí mật với chủ mỏ để những hóa thạch mới khai quật sẽ được gửi trực tiếp về Đại học Yale cho Moss. À, nhận ra mình bị đâm sau lưng, Cove cảm thấy không hài lòng. Cove sau này đã mô tả hành động này như khởi đầu của sự kết thúc trong mối quan hệ bạn bè của họ, dẫn đến cuộc đối đầu khét tiếng. Cùng thời điểm vào năm 1868, Cook vội vàng công bố phát hiện về một loài plesiosaur mới mà ông nhận được từ một bác sĩ phẫu thuật quân đội ở Kansas, được đặt tên là Elasmosaurus latiarus. Tuy nhiên, trong quá trình tái tạo lại bộ xương của loài này,
Cook đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Ông đảo ngược các đốt sống, dẫn đến việc đặt hộp sọ ở cuối đuôi thay vì ở đầu. Trong một lần ghé thăm Viện Hàn Lâm Khoa học Tự nhiên, Marsh được cho là người đầu tiên chỉ ra lỗi này của Cook và Joseph Lady đã nhanh chóng xác nhận sai lầm đó. Cook, vì xấu hổ, đã nhanh chóng xuất bản đính chính và thậm chí cố gắng mua lại tất cả các bản sao của tạp chí chứa sai lầm này, nhưng thiệt hại đã quá rõ ràng. Về sự việc này, Marsh sau đó viết rằng, khi tôi thông báo với giáo sư Cook về lỗi này, lòng kiêu hãnh của ông ta đã bị tổn thương đến mức không thể phục hồi, và từ đó ông trở thành kẻ thù cay đắng của tôi. Cuộc cạnh tranh giữa hai nhà cổ sinh vật học trở nên gay gắt khi cả hai bắt đầu đổ về miền Tây để săn lùng hóa thạch. Marsh chia sự tập trung của mình giữa việc thu thập càng nhiều hóa thạch càng tốt ở những vùng chưa được khám phá và nỗi lo sợ rằng Cook cũng có thể thu được những bộ xương có giá trị tương đương. Marsh thậm chí còn thuê gián điệp để theo dõi tiến trình của Cook, gọi Cook bằng mật danh Jones. Trong khi Cook cạnh tranh với Marsh, ông đã sử dụng chiến thuật đánh bom trải thảm về phân loại. Cook thường xuyên công bố các phát hiện của mình trên tạp chí khoa học để đảm bảo rằng tên tuổi và công việc của ông được công nhận, để chắc chắn rằng mình không bị lu mờ. Vào năm 1877, Cook đã mua lại tạp chí The American Naturalist. Giữa năm 1879 và năm 1880, Cook đã công bố 76 bài báo khoa học, chỉ là một phần nhỏ trong tổng số 1.400 bài mà ông sẽ viết trong suốt sự nghiệp của mình, biến ông trở thành một trong những tác giả có nhiều bài báo nhất trong lịch sử khoa học Mỹ. Trong khi đó, Marsh quyết tâm triệt tiêu đối thủ của mình. Năm 1882, nhờ vào các mối quan hệ chính trị và tài năng ngoại giao ở Washington DC, Marsh đã trở thành nhà cổ sinh vật học trưởng của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, US Geological Survey, đem lại cho ông quyền tiếp cận với nhiều nguồn lực hỗ trợ. Với quyền lực mới này, Marsh bắt đầu cô lập Cook, cắt đứt nguồn tài trợ từ chính phủ mà cả hai đều phụ thuộc vào nhiều năm qua, đặc biệt là để chuẩn bị vào các tập sách minh họa đắt đỏ báo cáo về những khám phá hóa thạch. Tuyệt vọng, Cook đã thử vận may trong một dự án khai thác bạc ở New Mexico, nhưng ông mất hết tất cả từ vụ đầu tư này. Đến năm 1890, sau khi chia tay với vợ và con, Edward Drinker Cook sống một mình trong một căn hộ nhỏ ở Philadelphia với bộ sưu tập hóa thạch là tài sản duy nhất còn lại. Trong khi đó, Othniel Charlie Moss phạm phải một sai lầm nghiêm trọng khi cố gắng tước đoạt bộ sưu tập hóa thạch của Cook, tuyên bố rằng chúng đã được thu thập bằng tiền của chính phủ và do đó thuộc về nhà nước. Cook đã phản đối quyết liệt, xuất trình bằng chứng cho thấy ông đã tự bỏ tiền túi để trả cho hầu hết các cuộc thu thập. Cook sau đó quyết định hủy diệt sự nghiệp của Marsh. Trong nhiều năm, Cook đã âm thầm thu thập các thông tin về những hoạt động mờ ám và các cáo buộc liên quan đến Marsh. Ông đã giao tất cả những bằng chứng này cho một nhà báo tự do tại New York Herald, nơi chuyên khai thác các vụ bê bối, đã châm ngòi cho một cuộc đối đầu công khai kéo dài suốt 2 tuần. Những cáo buộc về tham nhũng, bất tài và lạm dụng tiền quỹ của chính phủ đã buộc Quốc hội phải tiến hành điều tra. Kết quả, họ đã cắt giảm ngân sách của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, khiến bộ phận cổ sinh vật học của Marsh bị xóa sổ, kéo theo việc bị mất vị trí, quyền lực và phần lớn thu nhập của ông để tăng thêm phần nhục nhã. Viện Smithsonian yêu cầu Marsh giao nộp một phần lớn bộ sưu tập hóa thạch của ông, nhưng chỉ một phần trong số đó là thực sự đã được thu thập bằng tiền của chính phủ. Cuộc chiến giữa Edward Cook và Othniel Marsh không chỉ làm hủy hoại danh tiếng của cả hai mà còn khiến sự nghiệp của họ xuống dốc. Cook đã dành hơn 20 năm để xây dựng bộ sưu tập hóa thạch của mình, nhưng ông không thể tìm được người mua với giá xứng đáng. Cuối cùng, một người từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ đã trả $32,000 cho một phần của bộ sưu tập. Năm 1897, Cook qua đời ở tuổi 56 do bệnh tật. Còn Marsh, ông qua đời năm 1899 ở tuổi 67 vì bệnh viêm phổi, với chỉ $186 còn lại trong tài khoản. Bộ sưu tập hóa thạch cá nhân của ông nặng hơn 80 tấn, được Viện Smithsonian tiếp quản. Nhưng phần lớn bộ sưu tập này đã được để lại cho Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Peabody tại Yale. Dù mối thù này
đã nuốt chửng cuộc đời và làm hủy hoại sự nghiệp của cả hai. Những hóa thạch mà họ thu thập trở thành nền tảng cho ngành cổ sinh vật học ở Mỹ. Cook đã để lại hơn 13.000 mẫu vật và bộ sưu tập của Marsh cũng tương đương về chất lượng. Charles Darwin từng nói rằng bộ sưu tập của Marsh là sự ủng hộ mạnh mẽ nhất cho thuyết tiến hóa của ông. Marsh và Cook đã phát hiện và mô tả tổng cộng hơn 142 loài khủng long mới, đóng góp đáng kể vào sự hiểu biết của chúng ta về quá trình hình thành và phát triển của hành tinh này.